Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm thứ 3, Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên. Phật Mẫu thưa hỏi: Lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhơn chắp tay cung kính và bạch cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhơn, nơi thời không có hàng nữ nhơn, hoặc nơi thời có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhận đến bức thanh văn của Bích Chi Phật cũng sẽ khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sẽ khác thôi đâu. Bà Ma Sa Phu Nhơn lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe những tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chưa cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh mẫu, trông mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những địa ngục trong danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân thật bị thương chảy máu, khinh trên ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn muôn ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, từ tình làm sự dâm loạn chúa chùa triền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn muôn ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Như cả chúng sanh giả làm thấy sa môn kỳ, thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, cả cấm hạ bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn muôn ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh ăn trộm những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn muôn ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: Đều có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ trùng hoàng niệm cũng không được. Bà Ma Sa Phu Nhơn lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong mùng thiết vi, lớn có 18 chỗ, thừa kế đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thừa kế lại có đến 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, sát vào một thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống, trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau để có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián, ngục này trâu vi một môn 8.000 dặm, từng ngục cao 1.000 dặm giảm bằng sắt cả, lửa cháy hừng hực suốt trên suốt dưới. Trên từng ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có rừng rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó đều là do những tội nghiệp đã tạo ra nó càng vờ như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ giả xoa cùng với loại ác quỷ, răng nanh bé nhọn rừng gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng bắp sụp bám chặt. Lại có quỷ giả xoa khác cầm chìa lớn băng sắt đâm vào mình người tội, đâm trúng miệng mũi, đâm trúng bụng lưng rồi rủ lên trên không, lấy chìa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi nóng ướt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội một ngày một đêm, một lần chết một lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp cũng nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sẽ nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời cũng sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay bần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sẽ trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế đó. Lại địa ngục đó sẽ có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày đến đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng cơn nên gọi là vô gián. Hai, một người tội thân đầy chật cả địa ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả địa ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như chìa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cơ đục da mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống, liền đầu, nước sắt nóng dưới thân, đói, thật ăn hòa sắt nóng, khát, thường uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ đối nhau không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là trai hay gái, mường máng mọi dợ già trẻ sang hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác cho đó mà cầm lấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm một lần chết một lần sống lại, muốn cầu
Ngừng trừ khoảng một điểm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết với đạm thọ xanh. Do vì lễ liên man mãi nên gọi là cô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thành mẫu rằng, nói về địa ngục cô gián như thế, nếu nói rộng ra thì tên của những khí cụ để hành tội cũng như sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Sa Phu Nhơn nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, bà không xiết lo dầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Con xin cung kính được đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha ha.